trời mùa giữa mùa xuân ở Úc, ở Melbourne, trời mà có nó lạnh ai cũng mặc áo ấm hết, cho nên ở nhà đây sau là một bữa thịt nướng. Đây là một cái bếp nướng nè, cái lò nướng ở bên này, lò này mini thôi, nhỏ đủ ăn gia đình thôi, bốn người. Thịt cừu đấy, ở nhà thấy không, lửa hừng, thịt bốc nước tối lên luôn. Hai đâu Austin, come here, lấy cái ghế đây Austin ơi, xuống lấy cái ghế bên đây ngồi, lấy mấy cái ghế. Rau sống gồm có là hộp ô liu, cà chua, trái bơ, salad, dưa leo đấy. Ngồi ở sau giường ăn thịt nướng. Đó là tiếng của mấy con chim sáo đó. Rồi cái chiều con ở lên cho nó có gió này. Gió nó vô cái nó mâu hơn. Yeah. Yeah. Bóc khối lên luôn. Mấy ký mấy mày? 2.5. 2 ký á. 2 ký thịt. Có cây cherry đang ra trái nè. Còn tháng 11, à, tháng 12 nó sẽ chín cả nhà. Noel rồi đó, là có, sẽ có trái chín. Mà năm nay nó ra ít trái rồi. Con ăn bánh rồi hả? Bỏ lên bàn đi con. You can eat a chocolate stick. Chắc thật rồi cho ăn nha. Đó, mấy người sắp thịt ra chú em. Lắp thịt ra thịt chín rồi kìa. Đó. Lửa nó táp lên bốc khói. Mở nó nhiều xuống kìa ha. Thơm lắm, thơm qua nhà, tốt luôn. Nó cần mở ghe ra cho gió nó lùi đi. Juicy, juicy. Hai đứa nhỏ đang đợi. Thơm lừng luôn. Đốt bụng luôn. Em heo ăn thịt nè. No nghỉ ăn bánh. Ăn thịt xong rồi mới ăn bánh nè. Thì ăn bánh nhanh đi xong rồi mình ăn thịt. Ok. Let's eat a meat. Bắt lửa. Cháy luôn, lửa nó tát luôn. Mở nó tát ha. Vậy mà than nó tàn mà nó còn tát ở đây. Đó cái miếng hồi kia chắc chín rồi đó. Ô hồ, lửa quá chừng luôn. Yes, check with that. Me.
nghe nói nghĩa lắm ha. Cái sọ phua. Cô xuống ăn đi em chịu. Để. Con ăn đi. Tí đó. Tình âm này âm nha, nhìn đây, lúc nhìn đây, nhìn đây đi, ngon không? Ngon à, ngon quá. Em đi không ăn à? Quá khó. Ăn đi ở trên. Không. Dạ. Ăn thịt. Ăn sao hết, cả nhà mình cùng ăn chứ. Ít chứ đòn. Non cho non. Ngồi xuống lấy ghế, ngồi xuống ở trên. Rồi ăn đi. Ít chi quá. Ít chi. Yeah. Ăn đi. Anh này, bả cái bánh xuống đây. Cầm. Nhanh lên. Nhanh lên. Hết nóng rồi. Nè, ở đây. Tới sao đây vậy chứ? Mình đều lúc không? Mệt. Cái gì vậy? Spicy. Ồ, mệt lắm. Giờ nó spicy hết. Nè, hãy ăn nè. Không có cây đâu hết rồi. Không có cây. Múc qua. Ăn miếng thịt đây nè. Sao tự nhiên nó hề màu. Ngon. Quá trời ngon. Việc một ít nước sốt. Quá đọc. Là ăn một xiếm cháy thịt luôn. Nè, là mỡ nó nhiễu xuống ấy. Mỡ nó nhiễu xuống nó phục lửa lên luôn. Ngồi xuống. Vô ngồi ăn đi con. No.
miếng này muốn cháy rồi. Chín rồi. Lửa nó tắt nó trời luôn. Đổ gì tí lên. Giờ mình để đi. Cái này nó bị xây lại. Ăn đây. Rồi cha.